Pressing tầm cao, vũ khí hiệu quả của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chusier. Khả năng pressing tầm cao của đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chusier đã trở thành vũ khí lợi hại và sự khác biệt lớn nhất so với người tiền nhiệm. Thầy Park thường yêu cầu các tuyển thủ nhập cuộc với thế trận chắc chắn và thực dụng, tấn công theo tình huống và thường khai thác vào những khoảng trống, tận dụng sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Chusier đã mạnh dạn đẩy cao đội hình và thực hiện pressing tầm cao ngay ở phần sân đối phương để tạo áp lực bất ngờ, giành bóng và tấn công trực diện. Cho dù đó là những đối thủ mạnh hơn như Syria hay Hàn Quốc, pressing tầm cao đã khiến đối thủ lúng túng và tạo cơ hội ghi bàn. Với triết lý lối chơi và ứng dụng thực tế, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện sự hiệu quả của pressing tầm cao. Pressing tầm cao không chỉ là vũ khí lợi hại mà còn là biểu tượng cho lối chơi hiện đại của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chusier. Chiến thuật sáng tạo, hy vọng ghi bàn của đội tuyển Việt Nam. Một phương án khác hy vọng có thể mang đến bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam là những thời điểm Hoàng Đức lùi xuống như một tiền vệ công rồi châm ngòi cho những pha băng lên bất ngờ của các tiền đạo, nhằm khai thác khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự đối thủ. Những bàn thắng trong trận gặp Palestine là minh chứng rõ nét cho điều này. Chúng ta đã có những đường truyền thông minh, những bàn thắng tinh tế thể hiện rõ nét lối chơi kiểm soát bóng và tấn công một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả. Trong tổng số 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chusier tính đến thời điểm này, Tuấn Hải đóng góp 2 bàn với những tình huống tấn công bóng mở, một bàn do Công Công Phượng khai thác tốt khu vực trung lộ, còn Ngọc Hải thành công với quả penalty trong trận gặp Hồng Kông. Những cái tên được triệu tập, thành tích cá nhân đều chưa để lại ấn tượng. Tiến Linh, Văn Quyết, Văn Tùng đều chưa có bất cứ bàn thắng hay kiến tạo nào sau các lượt trận đầu tại V-League năm 2023 đến năm 2024. Hoàng Đức, Văn Toàn mỗi người có được một pha kiến tạo tại V-League và một đường truyền thành bàn tại đội tuyển quốc gia nhưng cũng chưa trực tiếp ghi bàn. Người đang có phong độ chói sáng ở thời điểm hiện tại cũng sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của thầy Chusier là Tuấn Hải, với 2 bàn thắng trên đội tuyển và 3 bàn thắng sau 4 lần ra sân tại sân chơi AFC Champions League. Với những gì đã thể hiện thì có lẽ 2/3 vị trí trên hàng công của đội tuyển sẽ thuộc về cặp Hoàng Đức Tuấn Hải, với một hạt nhân lo việc giữ nhịp và kiến tạo, một người nhanh nhẹn, càn lướt dũng mãnh và luôn có mặt tại các điểm nóng để chớp thời cơ ghi bàn. Mảnh ghép còn lại của hàng công cũng sẽ là câu hỏi thú vị dành cho huấn luyện viên Chusier, đưa Tiến Linh trở lại với vị trí tiền đạo mục tiêu quen thuộc hay tiếp tục dùng Hoàng Đức như một trung phong ảo, và cùng với đó là tốc độ của Văn Toàn, Thanh Nhàn bên phía hành lang cánh phải. Văn Quyết Từng